Ok, chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với một video mới trên kênh Máy Anh Của Hà Nội. Mình là Minh Hoàng Sơn. Hôm nay thì mình đang có trên tay có thể gọi là một cựu binh, một con máy mà cũng đã ra mắt từ lâu rồi. Đây là con Canon 60D. Con máy này thì trên lên kênh cũng nhiều rồi, nhiều video giới thiệu, nhiều video đánh giá rồi. Nhưng mà sẽ có rất nhiều người ít biết đến về một vài cái tính năng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu để anh em về con Canon 60D này nhá. Mình nghĩ chưa chắc anh em đã biết đến đâu. Mà mình nghĩ rằng khi mà chúng ta đã biết được, chúng ta sẽ thấy là con Canon 60D này nó làm con máy nó có nhiều tiềm năng để anh em có thể khai thác được. Không phải là những con máy cũ thì tức là cổ là cổ hủ là lỗi thời đâu. Mình nghĩ rằng là nếu anh em tìm hiểu sơ một chút những con máy đời cũ kiểu này thì sẽ có rất nhiều cái thú vị. Mà kể cả chúng ta là những người bây giờ chúng ta mới chơi hay là chúng ta cũng đã có kinh nghiệm với những ảnh rồi mà chúng ta vận dụng được thì đây vẫn là những con máy mặc dù là cũ nhưng mà vẫn rất là hữu dụng nhá. Đầu tiên thì nói về một cái tính năng mà có thể có người biết, có người không, nhưng mà mình thấy rằng nó là một trong cái tính năng gọi là đáng đồng tiền trên con Canon 60D. Đấy là khi mà anh em chúng ta vào phần menu Quy ấy, có một cái phần nó gọi là White Balance. Đây, ở trên này đang là để Auto White Balance, như chúng ta đã biết rồi thì nó là cân bằng trắng. Nó phục vụ cho việc là nó cân chỉnh cái màu sắc tùy theo những cái môi trường, cái hoạt cảnh anh em chụp ảnh. Ví dụ như chúng ta bình thường hay để auto white balance thì con máy nó tự tính thì không nói làm gì. Nhưng mà ví dụ như chúng ta chụp trong điều kiện ánh sáng mà nó hơi khác biệt một tí, ví dụ như chúng ta chụp trong nhà lại thì nên để white balance kiểu như bóng đèn huỳnh quang hay là bóng đèn sữa đốt, hay là chúng ta đem ra ngoài trời thì nên để là white balance daylight, chụp ban ngày hạn. Thì đấy, tức là cái tính năng white balance này thì mình cũng đã giới thiệu nhiều lần rồi thì anh em có thể hiểu nôm na qua như thế. Nhưng mà công cái đặc biệt ở trên con Canon 60D này, mà ví dụ như chúng ta dùng những dòng, kể cả những dòng 3 số như kiểu 750D, 700D, 800D hay kể cả là con 850D nó mới ra ấy, thì nó cũng không có. Đây là một cái tính năng nó chỉ có mặt trên từ con 60D này trở đi, những con máy 2 số kiểu này thôi nhá. Tức là trong phần White Balance này ấy, thì anh em vào đây sẽ thấy ở phần cuối này nó có một chữ K. Chữ K này rất là hay, nó gọi là chỉnh cái cân bằng trắng White Balance này theo cái nhiệt độ màu, color temperature. Thì ở trong cái lựa chọn K này trên trong cái menu White Balance này ấy, thì anh em được phép là chúng ta chọn ở trong cái khoảng là từ đây, mình cho anh em xem này. Đấy, thì cho anh em được phép là lựa chọn là trong cái khoảng là từ thấp nhất là ở mức là 4 là bao nhiêu, 2500, đến ở mức cao nhất là 10.000. Thì cái giải số này nó nghĩa là gì thì mình có hiểu như này. Cái nhiệt độ màu này thì nó sẽ cho chúng ta một vài cái cân chỉnh về cái màu sắc chung của cái bức ảnh của mình. Thì ở cái độ K này, cái white balance theo độ K này thì cái con số này nó càng bé thì cái màu ảnh của anh em chụp ra trên cái file JPEG nó sẽ càng có xuống là tông thêm về tông lạnh. Còn nếu chúng ta mà tăng cái số này càng cao thì cái màu ảnh nó ra sẽ càng thêm về tông nóng. Thì cái điều này nó có nghĩa là gì? Thì nếu như mà chúng ta trong một vài trường hợp chúng ta muốn chụp ảnh mà chúng ta muốn là thêm về một cái gam màu nó nhất định ấy, mà chúng ta không muốn mất thời gian chúng ta vào trong Lightroom hay là vào trong Photoshop để chỉnh ấy, chúng ta muốn ra được ngay cái màu ảnh đấy trên cái file JPEG của mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái tính năng cân bằng trắng theo độ K này để chúng ta chỉnh ngay được trên máy nhá. Thì đấy, đây là một cái tính năng rất là hay mà có thể chúng ta muốn có một phần nào đấy gọi là chỉnh luôn màu sắc của bức ảnh mình ở trên con máy Canon 60D thì chúng ta có thể thử nghịch thử cái tính năng này. Mình thấy nó khá hữu dụng mà chưa chắc là những cái con máy 3 số đã có đó nhá, hay là những cái dòng máy đời thấp hơn như kiểu 3 số 4 số thứ là mình thấy là không có tính năng này. Kể cả những con máy kiểu như line kiểu con 77D hay là con 760D cũng không có luôn nhá. Thì mình thấy cái này nếu anh em nào biết thì sẽ rất là hữu dụng. Ok, thì đấy là một cái tính năng mà có nhiều người có thể chúng ta chưa biết này. Người tính năng thứ hai mình thấy là càng ít người biết hơn, mình thấy gần như chả có ai nhắc đến khi mà nói về con Canon 60D này, thì đó là một cái tính năng có thể gọi là hậu kỳ luôn ảnh ở trên máy. Cái tính năng này thì anh em khi mà chúng ta bật menu lên ấy thì nó sẽ nằm ở phần menu playback này, có cái logo màu xanh xanh này, thì nó có phần dưới nó tên là Creative Filter. Cái Creative Filter này nó rất là hay. Thì khi mà chúng ta dùng cái tính năng này thì ở trên con máy này nó sẽ ra một cái hộp thoại mà cho phép anh em, thứ nhất là chúng ta có thể chọn trước là nó có ba cái filter màu mà máy nó có sẵn này. Khi mà chúng ta chọn một trong bốn cái filter này thì chúng ta có thể ấn set tiếp và con máy nó sẽ cho phép anh em là chúng ta chuẩn chỉnh được thêm sâu hơn nữa về những cái filter này. Ví dụ như là chúng ta chỉnh được độ sắc nét này, chúng ta chỉnh được mức độ mạnh nhẹ của cái filter này, sau chúng ta có thể chọn được nhiều cái nữa, rất hay.
Đấy. Đây ví dụ như mình chọn cái filter soft focus này. Mình ấn set này. Xong nó sẽ có cho phép mình chỉnh được mức độ nặng nhẹ của cái filter này. Mình thấy nó khá hay. Mà nó một phần nào đấy giúp cho chúng ta nghịch ngợm bức ảnh chúng ta một tí. Nó cũng giúp một phần nào để chúng ta có thêm những cái ý tưởng sáng tạo. Ok, thì đấy là mình chia sẻ đến anh em một vài cái tính năng nó có thể là ít người biết đến trên các dòng máy Canon 60D này. Thì nếu chúng ta có bất cứ câu hỏi nào cần đặt ra về con máy này thì hãy để lại bên dưới comment nhé. Còn nếu các bạn mà có quan tâm những cái video kiểu như này nói về cái tính năng mà ít người biết đến trên những dòng máy khác thì hãy để một like, một sub để chúng mình biết rằng là những cái video kiểu này nó hay và nó hữu ích cho các anh em.